Những ngày cuối năm, ai ai cũng tất bật với rất nhiều công việc, thì có một chú hề không bao giờ vắng mặt tại khoa nhi của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh trong một chương trình đặc biệt. Đó là chương trình mừng sinh nhật cho các bệnh nhi đang điều trị ung thư tại đây mà chú hề này đem đến vào mỗi tháng. Nhiều người không biết tên thật của chú hề là gì khi chú hề có tên là Sido xuất hiện. Chú hề tên thật là Lê Văn Hải, nhưng mọi người vẫn quen với cái tên gần gũi là chú hề Sido. Mỗi khi anh xuất hiện là các bệnh nhi lại vui mừng và muốn được đùa giỡn cùng chú hề vui tính. Chính những phút giây vui vẻ ấy khiến các bệnh nhi quên đi nỗi đau bệnh tật. Cảm ơn với cái nghị lực, một cái tinh thần mà khát khao được sống của Thúy và đồng hành với em trong các chương trình mà đến với bệnh nhi. Thì từ đó mình mới thấy các bé bệnh nhi cần đến những cái tấm lòng của cộng đồng cùng đến để cùng chia sẻ với các bé, cùng đến cùng động viên tinh thần để các bé có thêm một cái niềm vui, cái phấn chấn trong mình để vượt qua được cái căn bệnh của mình. Dù bận bịu với công việc đến đâu, hễ có hoạt động gì cho các bệnh nhi là anh đều sắp xếp để có mặt. Bởi anh luôn thương các bệnh nhi, thương cho những bất hạnh mà tuổi thơ các em phải gánh. Có lẽ cái tình thương ấy không phải ngẫu nhiên mà là sự đồng cảm, bởi tuổi thơ của anh vốn cũng không trọn vẹn. Sinh ra trong một gia đình bất hạnh ở miền Trung, từ nhỏ anh đã không biết mặt cha, còn mẹ thì bị bại liệt. Hai mẹ con phải sống nhờ sự cưu mang của người vú nuôi đi ăn xin. Rồi người vú nuôi ấy qua đời khi Sido mới lên 5 tuổi, phiêu bạt khắp nơi với đủ nghề kiếm sống, từ bán trà đá, mía ghim cho đến hứng nước hầu quạt cho người. Cả tuổi thơ của anh trải dài trong sự thiếu thốn khi phải mưu sinh nuôi mẹ tật nguyền và tự nuôi mình ăn học. Học xong lớp 8, anh Hải vào Sài Gòn, ngày làm việc cho một hãng sơn, tối đến lớp học bổ túc văn hóa và tranh thủ tham gia công tác đoàn tại phường 1, quận Tân Bình. Anh trưởng thành trong công tác thanh niên, rồi đảm nhiệm vai trò bí thư đoàn phường. Với duyên hài hóm hỉnh, anh trở thành MC dẫn chương trình thiếu nhi cho công viên Đầm Sen, rồi trở thành chú hề Sido trong chương trình phường âm nhạc của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, khán giả nhí yêu thích chú hề. Mình biết Sido từ những ngày đầu tham gia Ước Mơ của Thúy. Thì anh Sido rất là thân với các bé, nói chung là đem nụ cười lại cho các bé. Chỗ nào mà có anh Sido thì các bé rất là vui. Tham gia vào thế giới của các bệnh nhi ung thư từ năm 2007 trong vai trò là MC cho đêm trung thu do Đoá Hướng Dương Lê Thanh Thúy tổ chức. Năm 2008, chương trình sinh nhật hàng tháng cho bệnh nhi tại bệnh viện bắt đầu được thực hiện. Cũng từ đó, chú hề Sido không vắng mặt buổi nào. Mình vẫn thích mọi người gọi mình là chú hề Sido hơn, bởi vì nó gắn bó với mình rất là lâu năm và được cái sự yêu mến của tất cả các bé thiếu nhi. Mà dần dần quen thuộc thì bây giờ ai cũng kêu là anh Sido, chú Sido không à. Ít khi kêu anh Hải lắm, thích làm chú hề hoài. Bởi vì làm chú hề nó rất là vui. Vì nó mình gần gũi với các em bé và mình được vui chơi với các bé thì mình sẽ cảm thấy quên đi hết cái mệt nhọc. Hết bệnh viện đến những xóm trọ nghèo, nghe nơi đâu có trẻ em khó khăn, trẻ lang thang thiếu thốn là chú hề tìm đến. Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh cũng như những khó khăn mà các em gặp phải, chú hề Sido kết nối với bạn bè Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho các em. Chính vì thế mà đám trẻ nghèo ở xóm trọ trên đường Cao Lỗ, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh mỗi dịp xuân về lại háo hức chờ đợi chú hề đến tổ chức tất niên. Không có sân khấu với đèn hoa rực rỡ, chú hề diễn luôn trên khoảng sân trống ở đây trong niềm vui của đám trẻ nghèo. Cho và nhận yêu thương không tính toán là tâm nguyện từ khi anh Hải Sido quyết định gắn bó với các bệnh nhi và trẻ em nghèo. Sự chia sẻ ấy với anh nó không chỉ làm cho anh thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn, mà còn giúp anh thấy mình có thêm động lực để sáng tạo thêm nhiều tác phẩm cho đời.